Phòng control nằm đâu ta? Đây. Đi đi đường kia, đi đường kia. Đường nó vòng vô. Đây thi hả? Ồ, good. Đây thí sinh đó hả? Đây thí sinh thi thứ hai. Hôm nay mình tối qua thức gần tới sáng luôn nên quay để quay đúng một phần đoạn của vô diện sát nhân, nhưng mà bây giờ ngủ dậy rồi, hôm nay rảnh rỗi lắm cho nên là chạy qua bên phim trường Pixel Dương Quảng Hàm để xem ghi hình Thách Thức Danh Hài. Đây, giới thiệu quý vị các bạn, phía sau đang có một người đang đứng trên mình, đó là Khương Dừa. Ủa, không anh đang mặc đồ đẹp vậy? Chào quý vị khán giả, Khương Dừa đang có mặt ở phim trường Thách Thức Danh Hài, chuẩn bị ghi hình đợt 2 của Thách Thức Danh Hài mùa 6. Vậy? Đợt 1 ghi hình thì quý vị đã xem tập 1 rồi, nói chung là được quý vị khán giả rất là yêu quý. Hy vọng là đợt 2 này sẽ tìm những nhân tố thật là xuất sắc để giới thiệu đến quý vị khán giả nha. Mọi người nhớ ủng hộ. Phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư hàng tuần trên HTV7. Rồi. Trong lúc mà quý vị các bạn mình quay cái video này thì tối nay là chúng ta sẽ tiếp tục xem tiếp tập thứ 2, đúng không? Của Thách Thức Danh Hài mùa thứ 6. Và cũng hy vọng rằng là sự yêu thương của quý vị khán giả dành cho Thách Thức Danh Hài cũng như các chương trình của Điền Quân sẽ mãi mãi trường tồn để anh em mình có động lực làm tiếp. Khương Dừa, mọi người đừng tưởng Khương Dừa chỉ là Khương Dừa, mà Khương Dừa là gương, là người bí ẩn đứng đằng sau tất cả các cái show đình đám của Điền Quân. Dòng ai cũng hôm nay riêng Thách Thức Danh Hài thì đây là mới là gọi là quỷ, lâu nay là họ hấp dẫn là chốn luôn. Đồng không hết, năm nay mà làm không nên thân là cho giải nghệ luôn, về quê trồng dừa luôn. Thích cái căng quá, lát thêm Color Man lên diễn nữa. Đó, mọi người đừng nghe chém gió nha. Mọi người chờ tóc bên bờ suối nha. Mọi người chờ tôi để lên coi tôi. Color Man lên ngồi tắm xong rồi chải tóc. Cười năm vòng. Thí sinh ngồi đâu, thí sinh ngồi đâu? Dạ, trong phòng đây anh. Đây nè. Ồ, giờ đi qua gặp thí sinh rồi xong rồi. Có mấy con em đẹp lắm. Mấy đứa đó giả nữ đẹp lắm anh. Không. Vô làm công tác tư tưởng cho các bạn thí sinh. Thí sinh ngồi đâu? Dạ, không chào đâu nha. Chào anh kia. Chào. Thí sinh đang chuẩn bị vào ghi hình nha các bạn. Rồi thấy mấy gương mặt sáng sủa quá, chắc hôm nay chắc đợt quay này hy vọng có nhiều ẩn số ha. Ồ. Các bạn này mặt ủa con còn đi học hả? Dạ còn. Còn lớp mấy con? Dạ con học đại học năm thứ 3 rồi. Ôi, đại học gì? À, học viện cán bộ. Học viện cán bộ hả? Dạ. Nhìn mặt hài vậy. Tưởng dạ. Chú tưởng học sân khấu không chứ? Dạ, hai đứa con mới đi thi nè. Học viện cán bộ là chú ra hả? Dạ, học viện cán bộ luôn vô con nghe. Hello, xin chào tất cả mọi người. Con chia sẻ mọi người cảm giác của con đi, chờ như thế nào? Cảm giác giờ nó hơi hồi hộp xíu luôn á. Dạ, hơi hồi hộp, giờ lo không biết vô lỡ mà không mắc cười á. Cảm giác nó hoang mang mà nó nôn muốn quay mà nó vừa hoang mang, nó sao quá, khó tả lắm. Mà cơm thì quân ngon lắm nha mọi người. Cơm thì quân. Cái này là cơm của nhà hàng Ngón Lá. Dạ. Con đi phụ diễn hay đi thi? Dạ đi thi. Đi thi luôn hả? Dạ. Ồ. Mà xuất sao 2 giờ mới thấy. À, xuất sao hơn 2 giờ mới thấy con hả? Dạ. Con học ở đâu? Dạ. Học đi làm. Vừa học vừa làm. Ồ. Đang học giáo viên mầm non. Trời. Thi cũng hồi hộp lắm. Vừa thích vừa hồi hộp. Rồi. Hồi hộp gì đâu, thật ra dễ lắm, trường gian trưởng thành không có gì khó như á. Dạ, lên là chủ yếu là lên cho biết cho ba mẹ lên TV á. À, đúng rồi. Nói ba mẹ ơi, con được lên TV rồi. Chỉ cần nhớ là thời gian. Quan trọng nhất là thời gian. Hy vọng thì hôm nay sẽ có ai có được 100 triệu ha. Chắc chắn có. Hy vọng mình sẽ được 100 triệu. Coleman xuất hiện là chắc chắn là thế nào cũng có người 100 triệu. Đó, hôm qua xuất hiện tại Bình Dương là Việt Nam đá vô 3 trái liền. Wow. Thế, hôm qua chú quay phim bên Bình Dương đó.
ba trái mà cho nó gỡ được trái. Ba trái gỡ nó gỡ một trái chứ không sao về. Ừ, nếu không mà. Rồi còn bạn này, các bạn con ở đâu? Dạ một cái. Ừ, có tên gì? Ngọc Ngọc. Con thi lần này lần đầu tiên hả? Đúng rồi, thi lần đầu tiên. Ừ, sao chú thấy con có vẻ hơi hồi hộp vậy? Là đây, nhìn truyền hình. Đứng trước ống kính, nó mới đứng trước ống kính của Colorman mà hồi hộp rồi, sao lát lên kia? Lên kia tao mừng mấy cái chị ơi. Quá nha. Thì chú đẹp trai quá nên hồi hộp. Con phải tự nhiên, thoải mái, con đừng có sợ. Chú Bụ Điền đẹp tâm trai quá. Tâm lý là lên, bất chấp đã bước lên đó rồi là. Chứ thi thì cũng hơi quýu nhưng mà hôm nay đẹp trai là cũng rồi đúng không? Hả? Cái mặt ăn chú gì, trẻ quá kêu chú gì. Rồi thần tượng. Nhưng mà giờ là thành ông chú dân rồi con. Đâu ăn rồi chú. Mọi người thấy chú đi dạ. Chú điện ngoài nhìn chú dễ thương không? Dễ thương. Rất là thật thà luôn. Đẹp trai. Ấn tượng của con đó. Đúng rồi. Đây là chú tới lòng duyên của con rồi nha. Rồi, mấy bữa giờ chú. Vấn đề tâm lý là bữa đã bước lên là bà bước vô cuộc chơi này xem như là không quan trọng thắng thua nữa. Dạ. Đúng không? Bước vô là mình chỉ chơi. Chơi mà. Đừng chơi mà mình chơi cho đã. Năm nay không được, năm tới đi thi nữa. Đó, đâu có gì đâu, chuẩn bị kỹ tất cả mọi cái là cứ vậy. Chỉ cần nhớ quan trọng là nhất là thời gian. Rồi, cảm ơn thời gian cái tính thành là chú nói dễ lắm đi vô mà. Hướng này nè con, hướng này mới sáng này con đứng đây mặt cũng tối. Dạ, chào anh. Anh cũng thí sinh luôn anh. Dạ, hôm nay mình gặp được anh Polarman. Thật sự là tôi không có mong đợi gì hơn cái khúc này hết. Dạ, dạ, dạ. Em tưởng anh mong đợi cái khúc gặp ai ông kia hơn chứ. Xin thưa với anh là mình biết anh từ khi anh mang tên là Vũ Điền. Dạ, oh wow. Mình rất là trân trọng và mình rất là khâm phục và thâm mộ anh. Trời ơi. Tại vì nói tiếng Anh như tôi dở lắm, tôi toàn nói tiếng em không à. Dạ. Mà anh nói tiếng Anh thì cực kỳ hay. Nhưng mà sau này cho đến bây giờ tôi mới nhìn thấy anh trên TV nhưng mà anh lại mang tên khác. Dạ. Tôi mới nhìn tôi mới nói ủa mình nhớ ông này đóng phim Star Wars mà. Star Wars. Anh biết phim Star Wars. Dạ. Tại vì anh có cái tay giống ông đâu á. Dạ. Dạ. Anh dạ anh biết anh tên là gì? Dạ thưa tôi tên rất là nhẹ nhàng. Dạ. Nhưng mà lỡ anh gọi đây rồi chứ một cái tính lát nữa mới giới thiệu. Dạ. Đây anh đứng trước này cho nó sáng sáng vậy đó. Mình tên là Chánh Lê Minh. Anh Chánh Lê Minh hay là Lê Minh Chánh anh? Anh hỏi câu đó hình như mình hơi bị thẹn. Chánh Lê Minh chánh để là... giấu cái chỗ đó. Dạ. Để một tháng nữa mình diễn. À Chánh Lê Minh rồi. Không sao không đó. Này, này trưng gia trường nhan Trấn Thành đâu có coi được. Dạ thì thật sự đó là như vậy nè. Mình gặp anh rồi. Mình dạ. Nói thật với anh nha. Hiện bây giờ điện chạy đầy đến người mình. Dạ. Không biết mình phải mừng hay là rung. Dạ. Đâu có. Thật sự là mừng. Anh cũng biết đâu, mình đi hỏi nhiều nơi lắm. Dạ. Thì mình gặp tất cả các nhân viên mà ở trong cái công ty Bụ Điền. Công ty Điền Quân. Dạ. À, người ta chỉ mình đến 121 Hoàng Hoa Thám. Dạ. Vào sáng thứ hai. Dạ. Mình mới hỏi sáng thứ hai sao gặp. Mấy chị nói mua ổ mì gặp ảnh à. Đâu có cần mua ổ mì tới. Không phải hả? Vậy mà mình tưởng là phải tới đó mua ổ bánh mì mới gặp chứ. Dạ, dạ không, tại vì thường là đi mua bánh mì đi sớm. Dạ. Em hay tới đó sớm, em đứng dạ. Bán bánh mì. Dạ. Sáng thứ hai là em hay tới sớm. 6:30 làm đứng bán mì cho mấy đứa nhỏ đó nên là vậy có ship ra chợ Bà Chiểu cho nguyên đám của bao thưa với anh là như vậy. Hàng khi đến bây giờ mà tôi ngừng cái quyết định bán bánh mì làm rất ư là chỉnh chắn đúng đấy mà đứng đắn luôn bởi vì không tranh nổi với ông Colorman đâu. Dạ không bánh mì bán khắp mọi nơi không phải bánh mì ông được quảng cáo trên TV quá trời. Chết rồi đúng anh năm nay anh bao nhiêu anh? Dạ nói chung là nếu mà người ta gọi theo cái từ mà hay hay á là U70. U70 trời ơi, anh Chánh U70 mà còn coi như là sung như vậy nha, năng lượng đàn đề như vậy. Mình mới có 50 thôi mà mình thấy mình bủng beo hết trơn rồi. Cái câu mà anh vừa mới nói mình không có gì ngạc nhiên á, bởi vì ai cũng nói như vậy hết. Ai giờ rồi. Anh đi này bà xã biết không? Thưa thật với anh nha, bởi vậy cái này bể hết. Chắc không biết cái này anh có đưa lên không? Không biết cái này anh có đưa lên không chứ bể hết. Dạ. Tôi xin hứa với anh nè, gia đình nhà tôi từ bé đến lớn từ Nam chí Bắc không một người nào biết tôi đến casting bao nhiêu lần rồi bây giờ tôi đến đây để ghi hình rồi bây giờ tôi gặp được ông Colorman. Dạ. Tôi mong là mai ông có lên hình để cho mọi người kia mới thấy rằng ôi ông này giấu kỹ quá. Đúng không? Dạ. Trời ơi. Mùa năm nay thú vị nha. Mấy bữa trước mình không có cơ hội mình đi vì bận quá. Nhưng hôm nay ra mình thấy các thí sinh mình
tràn đầy khí thế, mà sinh khí, sinh khí. Ở đây nó nhỏ cho anh nghe. Dạ. Đàn ông mình hay giấu lắm. Dạ. Đàn ông hay giấu lắm. À. Không biết phải không nha. Dạ. Không biết tôi giống anh không mà. Chứ đàn ông hay giấu lắm. Dạ. Nhất là ba cái vụ gì, mà anh vợ nó không thích á, dạ, là dạ, giấu hết á. Dạ. Ở đây đừng nghĩ vậy nha. Dạ, không, không, ví dụ như nó không thích nhậu đó mình giấu. À, mà nó không thích vợ bé mình giấu đó, vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Đàn ông là hay giấu lắm, mình cũng hay giấu. Mình giấu với tính thật của mình, ai cũng tưởng mình đàn ông á. Quá đã luôn. Trời ơi. Có miếng ha, có miếng à. Đó, có miếng hài này nè. Nếu mà mình ở chỗ mà Trấn Thành mà Trường Giang chưa chịu cười là mình chơi cái khúc này luôn. Dạ, đúng Trấn vô một phát là cười ngay. Mình nói cái câu này chỉ bầu với anh thôi, đừng nói với Trấn Thành nha. Dạ, dạ. Mình nói ngon cười cái đi tới bay ôm liền. Ngon cười cái đi. Dạ. Là bay tới ôm liền á. À, cảm ơn anh. Ồ, ở kia cũng có các anh cũng lớn lớn tuổi là phòng bóng anh lớn lớn là vui. Các bạn trẻ nhiều lắm. Rồi chứ các anh mà lớn lớn là đi tới ngân hàng được biết các anh. Dạ em chào anh, lớn lớn gì anh? À mình tên Nguyễn Công Khanh. Dạ anh Nguyễn Công Khanh. Thôi chứ mình luôn. Dạ ô, anh Khanh anh mặt rất thật sự nha. À trước đây mình cũng là bên ngành giáo dục á, là giáo viên. À là giáo viên hả? Ồ. Này cũng muốn đến chương trình để tham gia vui và như là khẳng định lại chính mình để vượt qua chính mình. Dạ. Thật ra là vui phải không anh? Dạ. Dạ. Và mục đích nữa là cũng như để làm một ấn tượng đẹp cho con cháu sau này. Dạ. Muốn thành công phải vượt qua thử thách. Dạ. Đúng rồi. Để vượt qua thử thách. Dạ đúng rồi. Thật ra là thắng hay bại nó không quan trọng. Vấn đề là mình trải nghiệm. Vâng ạ. Đôi lúc mình cảm thấy là nó có những cái thử thách của cuộc đời hay là trong cuộc sống mà mình không thể vượt qua. Mình thấy nó khó quá. Làm sao mà tôi lên tôi chọc hai em kia cười được? Đúng không? Tất cả các bạn đều nghĩ như vậy. Nhưng trên thực tế đã có những người làm được. Thế thì tại sao mình không thử? Mà mình thử rồi thì cũng đâu có mất gì đâu. Mà thử một lần không được, mình thử lần nữa, thử 10 lần, 100 lần thế nào cũng được. Và có rất nhiều bạn đến với thách thức danh hài, và các anh chị, các cô chú đến với thách thức danh hài cũng với tâm thế như vậy. Năm nay không thành công, năm sau tới nữa. Vì đây là sân chơi dành cho tất cả mọi người mọi giới. Như mọi người nhìn thấy là có những bạn rất là trẻ, còn học sinh ở dưới mấy trường đại học, có bạn thậm chí còn học ở dưới phổ thông trung học, rồi có bạn là đã vừa học vừa làm, rồi có một ông cụ U70 nhưng mà không nè, vẫn rất là thanh xuân, rồi là anh Khanh là một thầy giáo. Nói chung tất cả mọi ngành nghề đều có thể đến với thách thức danh hài, và chính vì lý do đó thách thức danh hài đáng yêu như vậy. Nhưng mà Solomon cũng khuyên các bạn rằng các bạn mạnh dạn đi thi, nhưng mà trên thực tế là tóm lại đã bước lên sân chơi này là phải thả lỏng hoàn toàn, bất chấp có nhiều chơi hết bao nhiêu, thắng bại không thành quan trọng, và cũng không cần biết hai ông kia là gì. Thật ra hai ông đó rất là dễ cười nha anh. Dễ lắm, tại vì mình tính toán nhiều thôi, mấy ông không có tính toán gì, anh nói cái gì một cái gì đó bất ngờ là ông mấy ông phì cười liền. Nhưng mà cái quan trọng nhất là tự nhiên, đừng cố gắng diễn, tại vì mình đâu có diễn qua diễn viên được đó. Đây là một cái sự chia sẻ với các bạn, muốn chiến thắng Trấn Thành và Trường Giang không có gì khó hết, cố gắng đừng diễn, tại vì mình không thể diễn hơn diễn viên được. Đấy, mình hãy làm một cách rất là tự nhiên, rất là chân thật, mình nói gì nghĩ đó, kể những câu chuyện của cuộc đời, kể những câu chuyện của nghề nghiệp của mình, trong đó chúng ta cài cắm một vài chi tiết gây cười đơn giản như vậy, lập tức mấy ông mắc cười. Mọi người không tin coi lại tất cả những người mà đã từng chiến thắng trong các cái mùa trước của tính như này cũng vậy. Thì khi mình tính kỹ quá đó, đương nhiên mình phải có kịch bản, nhưng cái kịch bản nó phải dựa trên đời sống, cái chân thật nó đời trong những cái sinh hoạt hàng ngày của mình, thì mình tin chắc là các bạn sẽ chiến thắng được ít nhất là một vòng. Mà nếu mình thấy mình có lực nữa mình đi tiếp, đúng không? Còn không, một vòng, hai vòng vui rồi. Rất cảm ơn chị sự chia sẻ của anh. Dạ, dạ. Cảm ơn anh nhé. Chương trình thành công chụp tấm hình anh có đi không? Có chơi không? Có luôn hả? Ồ. Không, em không có tham gia. Đi coi hả, ủng hộ. Dạ, em ủng hộ đi, em mê cái chương trình này cho nên em à đi coi luôn. Dạ, đi theo riết à. Dạ, dạ. Không được diễn nhưng dạ, mà khoái quá, thích quá cho nên đi theo riết. Sự cũng chia sẻ với các bạn luôn là cái mỗi chương trình nó có một cái khó khăn khác nhau với thách thức danh hài. Cũng có những cái khó khăn thách thức danh hài, tìm kiếm thí sinh rất là căng thẳng và mệt mỏi. Không phải mình không có thí sinh giỏi, nhưng mà vì qua nhiều mùa là ban giám khảo của mình càng ngày họ càng khó hơn. Khó hơn không phải là vì họ khó tính, mà là vì họ đã được xem quá nhiều rồi. Cho nên càng lúc cái áp lực của mỗi một mùa nó càng khó khăn hơn. Và nhưng mà nếu mà ta chỉ nhìn thấy được những cái thí sinh hoặc là những cái người yêu thích chương trình thách thức danh hài vẫn còn chờ đợi nó, thì chắc chắn là Colorman và anh và Khương Dừa và Điền Quân sẽ phải liên tục sản xuất tiếp, cho dù có những mùa nếu như cái mùa
cũng không biết trước được. Có những mùa vô cùng thành công, có tới 2-3 nhân tố trăm triệu, nhưng có những mùa một nhân tố trăm triệu là đủ rồi. Và nếu như không có một nhân tố 500 triệu thì cũng chẳng sao, bởi vì quan trọng nhất là tạo được một sân chơi, và một cái sân chơi đó cho những người đam mê hài hước, đam mê dí dỏm, vui cười, mang lại nụ cười cho rất nhiều người, không chỉ là người mình yêu thương mà là những người mình không hề quen biết, giúp cho họ đỡ tuyệt vọng, đỡ bi quan trong cuộc sống. Đó chính là cái mục tiêu, và đó chính là cái tiêu chí mình nghĩ là cao cả nhất của chương trình Thách Thức Danh Hài. Anh chào anh. Bình Dương. Quê Bình Dương. Em nghe giọng anh tưởng gì? Em tưởng anh miền Trung. Bình Dương. Cái chương trình này rất là thích. Đam mê. Mong là chương trình này được Điền Quân ở dưới đài truyền hình tổ chức hàng năm để ông những trẻ mà các cô bác tuổi già cũng có thể tham gia. Có những câu chuyện vui mà cả nước mang về đây. Mong là chương trình cứ tiếp tục. Cảm ơn anh. Anh là lát lên đây luôn hả? Thôi chúc anh may mắn nha. Nói chung là hôm nay mình xuất hiện ở đây, mình cũng hy vọng rằng là hôm nay mình đem đến cho mọi người một ít may mắn như vậy. Gì đó, giống như ngày hôm qua mình xuất hiện ở Bình Dương, coi đá banh thì Việt Nam vô được 3 trái, hôm nay hy vọng có 3 bạn được 100 triệu là mình vui rồi. Đơn giản vậy thôi. Nó buồn, có nhiều người nói sao kỳ, chắc là ông này ông ngồi ông vái hay sao để cho đừng có thí sinh, đừng có ai mà được 100 triệu, không có đâu. Khi có một thí sinh 100 triệu là người mừng nhất là tôi nè. Cho nên các bạn cứ lấy càng nhiều càng tốt, bởi vì điều đó chứng tỏ rằng chương trình chúng ta thành công. Em cảm ơn anh nha. Nghe nói có các em hóa ra thành nữ đẹp lắm, biết ngồi đâu. Trong đây hả? Em tên gì em đẹp quá vậy em? Dạ em tên Phát. Hả? Phát. Tên Phát hả? Dạ. Con gái tên Phát em? Trai. Trai hả? Trời nó đẹp ghê chưa? Trời ơi em lùi ra xa xa đó. Còn em? Dạ tên Nguyễn. Phát Nguyễn. Trời ơi nó đẹp. Ba đứa chơi là một group hả? Một team hả? Dạ đúng rồi, một team. Còn em? Dạ em tên Nghĩa. Phát Nguyễn Nghĩa. Nguyễn Phát Nghĩa. Đó mọi người, lần đầu tiên tham gia tới trên này hả? Ba đứa làm cái gì? Chuyên đi make up hả? Ôi đẹp hơn con gái luôn, tôi nói thiệt luôn á. Ha đẹp hơn gái luôn á. Đặt cái lồng nhìn nhá, lùi kia rồi đó. Trở lại chỗ công cụ rồi. Muốn ăn nữa hả? Rồi chút xí. Anh vô anh đi phỏng vấn ông chồng các bạn. Hôm nay chuẩn bị mấy tiểu phẩm? Chuẩn bị bao nhiêu tiểu phẩm? Như là 3 con cá. Rồi ok, thôi chúc mấy đứa 3 đứa may mắn nha. Thoải mái tự tin vui. Không có gì đâu. Tự nhiên thoải mái, đừng cố gắng diễn. Mình không có diễn hơn họ được không? Chứ không phải chuyện này, mình có gì mình bóc được. Nhất là phải cái nghề của mình á. Trong nghề nghiệp này có nhiều cái câu chuyện mà nó hay, hoặc là những cái chuyện rất là thiệt luôn. Dùng cái đó mà đưa vô trong cái các tiểu phẩm luôn. Thấy cái cửa tím này quen quá này. Như là tí rồi. Đó ngoài. Ngoài đi tiếp tục nữa hả? Chơi nữa hả? Đó là đi cắt tin lần đầu rồi, được rồi, mùa 6 á. Dạ. Rồi cái con dâu của cô nghe nước mắt. À. Em buồn quá. Em biết cái vụ đó mà. Dạ.
thằng con trai từ bên Nhật về làm đám ma cho con dâu á, cho con vợ đó đó. Là cô là mẹ của chú rể. Cô mới bỏ thi, cô không thi nữa. Về nhà buồn quá, cái sao thằng Mai thấy được thông báo cái tin đợt thứ ba. Cô mừng quá, cô coi như đó cái phao cô chụp lấy liền. Cách đây này nữa, cô cũng mai hứa ông Cương Dương cho đậu. Mãi với ông Cương Dương cho đậu. Thì cô thi như là mùa này là dạ mùa thứ hai. Mùa thứ hai phải không? Mùa năm là cô có thi một lần. Như mùa thứ năm là cô cũng vô sâu mà phải không? Vô mới có hai vòng. Hai vòng hả? Dạ. Kỳ đồ tại khát nước quá là không nổi, kỳ này đem theo chơi nước. Thủ đồ chơi hết nha. Vô là khớp nó nói hồi khô cổ đó, dẫn cái cách này. Đây giới thiệu gương mặt trẻ nè. Con bé này tôi dụ đi thi nè. Hôm mà đây bạn này là hôm mà mình đi nói chuyện ở trường Đại học Nguyễn Tất Thành phải không? Phải không con? Dạ. Đó, xong rồi cái bạn này đứng lên hỏi là con hỏi chú cái câu gì chú quên rồi, xong rồi chú mới xuống tôi đi hết cái này đó. Con hỏi chú là về cái YouTuber hiện nay á, thì có thị trường này rất là nhiều, thì đã có một số công ty đào tạo YouTuber, thì con hỏi chú là tụi con là nên là đi vô công ty đào tạo hay là nên là tự thân mình gây dựng từ YouTube từ con số 0 giống như chú. Sao chú trả lời sao mà cuối cùng chú xuống con đi thi thế tích trên này con rồi. Còn hỏi chú nữa là con hỏi chú là con có tiềm năng không? Con có tiềm năng không? Thấy con có hài không đúng không? Dạ. Rồi đúng rồi. Đó, chỉ vì câu hỏi đó mà xong rồi tôi suối con bé này nó đi thi tới tới kinh hài mà đi thiệt luôn. Bữa nay vô đây bất ngờ luôn mới gặp. Con chuẩn bị bao nhiêu tiểu phẩm? Con chuẩn bị 4 tiểu phẩm. Trời ơi, dữ thiệt. Ta tính là ta vô tới vòng 4 rồi đó. Dạ. 4 tiểu phẩm là phải tính vô tới vòng 4 chứ đâu đúng không? Ok. Rồi thôi chúc con nha. Dạ, chúc con nhiều may mắn nha. Dạ. Dạ chào chị. Chị nhắc lần đầu tiên hả? Em hả? Dạ, chị ở đâu, quê ở đâu chị? Quê Kiên Giang anh. Chị Kiên Giang hả? Dạ. Rồi ơi. Ai xuống vậy đi thi? Dạ. Con. Vậy là chắc là ở nhà chị hài lắm đúng không? Chung là ở nhà cứ mệt mỏi với mang chứng thành trường ra đi Hoài Linh rồi ra coi với cái cũng nhiễm. Con cái thì nó kêu đi vô thoải mái, có được thưởng hay không cũng quan trọng, chỉ là dạ, vô dạ. Nhưng mà chị đi từ hôm qua lên đây hôm qua? Có mình ở Kiên Giang nhưng mà mình lên trên Đồng Nai mình tập trú trên này, mình làm trên này nè. Cái dạ. Con đi học á, thì đăng ký cho Bình á. Dạ vui. Rồi con lên đi, chú ra chú coi, chú cô vũ con nha. Cố gắng nha, vui nha, ok, vui. Rồi, chào bạn. Thôi còn ít phút nữa ghi hình rồi mà quý vị các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chạy qua vô trong chương trình mình xem nhé, lướt một vòng mọi người thấy đó, tất cả thí sinh của Thách Thức Danh Hài đến từ mọi miền đất nước, từ mọi người, mọi giới, mọi độ tuổi, tất cả đều rất là súng, rất là dễ thương, nhưng mà đâu có dễ đúng không, nhưng mà cũng không có gì khó đâu, năm nào cũng vậy, cũng luôn luôn cũng phần sửng vẫn sẽ có một kỳ tích tối thiểu là 100 triệu. Và đương nhiên sẽ có một chiến thắng ở gala 150 triệu. Và mình hy vọng rằng năm nay cũng như thế. Để Thách Thức Danh Hài mãi mãi trường tồn, mãi mãi là chương trình hài quốc dân mang đến tiếng cười cho tất cả mọi người, mọi nhà, trên mọi miền đất nước và kể cả trên mọi lãnh thổ trên toàn thế giới. Ở đâu có người Việt, ở đó sẽ có nụ cười của Thách Thức Danh Hài. Xin chào tạm biệt quý vị các bạn, bây giờ mình phải vô cái trường nhé. Thôi chào em. Thank you.